Thưa quý vị, cùng với việc thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có mã QR trong hoạt động của đời sống xã hội là tất yếu nhằm kiểm soát và thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Để việc triển khai sử dụng QR code được rộng rãi, hiện các đơn vị địa phương đang tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân hộ kinh doanh thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Liên Chiểu. Nhằm sẵn sàng cho quá trình thích ứng với dịch bệnh sau giãn cách, trong đó có việc cho phép một số cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại, quận Liên Chiểu phối hợp với Tổng đài 1022 thành phố và quận đoàn đã tổ chức tập huấn trực tuyến về hướng dẫn sử dụng khai báo mã QR cho các lực lượng hỗ trợ của 5 phường tại địa bàn. Với cái nội dung này thì tôi mong muốn là trong cái công cuộc chung của quận là vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội. Ngay khi thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch từ ngày 30 tháng 9, đồng loạt 5 phường trên địa bàn quận Liên Chiểu đã tiến hành ra quân phát tờ rơi, tuyên truyền, hỗ trợ các chủ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng kiểm soát và khai báo QR code. Theo đó, yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế thông qua quét mã QR đối với khách hàng. Những trường hợp không khai báo thì các chủ kinh doanh phải từ chối việc bán hàng. Sau khi tập huấn thì hôm nay em đã có mặt tại địa bàn của phường Hòa Khánh Nam để giúp hộ dân cài phần mềm và cài app để bảo đảm phòng chống dịch. Tôi thấy là việc cài đặt phần mềm này là thuận tiện cho khách hàng khi mua hàng hơn. Thì nó áp dụng vào thì nó nhanh gọn hơn. Để thích ứng an toàn với đại dịch, việc quản lý lịch sử di chuyển, tiếp xúc của cá nhân, nhất là tại những nơi đông người thông qua QR code là yêu cầu tất yếu. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.